cái kênh tin tức nóng cập nhật chọn lọc ngày hôm nay nhé. Và lại mà mình đây thì mình sẽ dẫn dắt các bạn đến những bản tin hay nhất và những bản tin gọi là chọn lọc hay nhất, hot nhất trong ngày. Và bây giờ không làm mất thời giờ của các bạn nữa, chúng ta hãy bắt đầu bản tin đầu tiên. Mới nhầm nhà, cảnh sát Mỹ bắn chết gia chủ. Các sĩ quan cảnh sát thành phố Farmington bắn chết gia chủ khi họ tới nhầm nhà sau cuộc gọi tố cáo hành vi bạo lực gia đình. Sở cảnh sát Farmington, bang New Mexico ngày 7 tháng 4 cho biết đã đình chỉ công tác 3 sĩ quan liên quan trong lúc điều tra vụ nổ súng nhầm trước đó 2 ngày. Cơ quan này chưa công bố danh tính các sĩ quan cảnh sát này. Cảnh sát Mexico cho biết các sĩ quan nói trên tối 5 tháng 4 được cử tới nhà số 5308 đại lộ Valley View ở Farmington sau khi sở cảnh sát thành phố nhận cuộc gọi tố cáo hành vi bạo lực gia đình. Tuy nhiên, họ lại tới nhà số 5305 trên cùng con đường. Các sĩ quan bắn chết chủ nhà Robert Dodson, 52 tuổi, khi ông ra mở cửa và mang theo súng. Vợ của ông Dodson sau đó cầm súng ngắm bắn từ cửa nhà và cảnh sát bắn trả. Bà đặt súng xuống khi nhận ra những người bên ngoài là cảnh sát. Giới chức địa phương cho biết ông Dodson thiệt mạng tại chỗ do những vết thương chí mạng trong vụ nổ súng. Bà Dodson không bị thương hay bị cáo buộc tội danh nào. Các sĩ quan tham gia vụ nổ súng nhằm không bị thương. Tép Hepburn, cảnh sát trưởng Farmington, xin lỗi và cho biết ông rất đau lòng vì vụ nổ súng nhầm. Ông Hepburn cho biết camera ghi lại cảnh ông Dodson ra mở cửa và cảnh tượng hỗn loạn xảy ra sau đó. Các sĩ quan rút lui và nổ súng, đồng thời thông báo sở cảnh sát Farmington sẽ công bố video vào tuần tới. Sự cố nổ súng nhầm tại Farmington xảy ra sau nhiều vụ cảnh sát Mỹ sử dụng vũ lực gây chết người. Lần gần đây nhất là ngày 18 tháng 3 khi cảnh sát bang Washington bắn chết một thiếu niên trên xe ô tô nghi bị ăn trộm. Bản tin tiếp theo trong ngày, Ukraine nêu lý do Nga rút tiêm kích MiG-31 ở Belarus về nước. Không quân Ukraine nhận định Nga rút tiêm kích MiG-31K có thể mang tên lửa siêu vượt âm ở Belarus về nước để bảo dưỡng hoặc là sửa chữa. MiG-31 là máy bay, một cỗ máy thỉnh thoảng cần được sửa chữa hoặc bảo dưỡng định kỳ. Yuri Inat, phát ngôn viên không quân Ukraine ngày 8 tháng 4 cho biết Belarus không có thiết bị cần thiết để làm công việc này. Ông Inat cũng nhận định việc Nga rút tiêm kích MiG-31K, loại có khả năng mang tên lửa siêu vượt âm KH-47M2 Kinhan từ Belarus về nước có thể nằm trong kế hoạch luân chuyển quân. Một số tiêm kích sẽ quay về căn cứ chính tại Nga, số khác sẽ tới Belarus, ông Inat nói. Một nhóm giám sát tại Belarus cho biết 3 tiêm kích MiG-31K Nga ngày 6 tháng 4 rời căn cứ không quân Machulichi về nước. Trong 113 ngày đóng quân tại Belarus, những tiêm kích này cất cánh 39 giờ lần. Do có khả năng mang tên lửa Kinnat với tầm bắn 2.000 km có thể bao trùm lãnh thổ Ukraine, các chiến xuất kích của tiêm kích MiG-31K Nga khiến Ukraine phát cảnh báo không kích. Tuy nhiên, Nga hiếm khi sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinhan tập kích Ukraine và không sở hữu nhiều vũ khí này. Liên Xô phát triển tiêm kích MiG-31 từ những năm 1970 và biên chế tháng 5 năm 1981. Hơn 500 chiếc là xuất xưởng, MiG-31 có nhiệm vụ đánh chặn và tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không từ khoảng cách xa. Tiêm kích có khả năng đạt tốc độ tối đa 3.000 km/h, tầm bay tối đa lên tới 5.400 km. MiG-31 là tiêm kích đầu tiên trên thế giới được trang bị radar, mảng phao quét điện tử thụ động, có khả năng theo dõi đồng thời 24 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc. Biến thể MiG-31K được chỉnh sửa để mang Kinhan, mỗi tên lửa siêu vượt âm có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân mạnh 5-5.000 kiloton, có sức công phá tương đương từ 5.000-50.000 tấn thuốc nổ TNT. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 3 thông báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Giới chuyên gia nhận định Nga có thể triển khai tiêm kích MiG-31K và Su-30SM cũng như tên lửa Iskander với vũ khí hạt nhân tại Belarus. Bản tin tiếp theo, Trung Quốc diễn tập mô phỏng tấn công mục tiêu trên đảo Đài Loan. Quân đội Trung Quốc diễn tập mô phỏng tấn công mục tiêu trọng yếu trên đảo Đài Loan và khu vực xung quanh trong đợt tập 3 ngày. Kênh CCTV của Trung Quốc ngày 9 tháng 4 đưa tin quân đội nước này điều hàng chục máy bay cùng nhiều chiến hạm tham gia tập trận liên hợp lợi kiếm trên eo biển Đài Loan, khu vực ngoài khơi phía Bắc, phía Nam và phía Đông hòn đảo. Các đơn vị thuộc nhiều quân binh chủng mô phỏng hiệp đồng tấn công chính xác những mục tiêu trọng yếu trên đảo Đài Loan và vùng biển xung quanh, cũng như duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu quanh hòn đảo, theo CCTV.
Tập trận liên hợp lợi kiếm của quân đội Trung Quốc diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4. Phát ngôn viên chiến khu miền Đông của Trung Quốc nói đây là hoạt động theo kế hoạch và lời cảnh báo mạnh mẽ đối với hành vi thông đồng của lực lượng ly khai ủng hộ Đài Loan độc lập với thế lực bên ngoài. Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 9 tháng 4 thông báo phát hiện 9 chiến hạm và 58 máy bay quân sự Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo. Trước đó một ngày, cơ quan này cho biết 71 máy bay quân sự và 9 chiến hạm Trung Quốc hoạt động gần đảo Đài Loan. Phòng vệ Đài Loan đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của lực lượng tên lửa Trung Quốc, trong khi các đơn vị phòng không của hòn đảo đang duy trì báo động cao. Cơ quan phòng vệ Đài Loan khẳng định lực lượng của hòn đảo sẽ không leo thang xung đột, không gây ra tranh chấp và phản ứng phù hợp với đợt tập trận của quân đội Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc mở đợt tập trận sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California ngày 5 tháng 4. Phái đoàn do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael M. Cole dẫn đầu tới đảo Đài Loan ngày 8 tháng 4 và dự kiến gặp bà Thái. Trung Quốc phản ứng gay gắt với các hoạt động này, cáo buộc Mỹ thông đồng với các lực lượng ly khai đội độc lập ở Đài Loan và khẳng định sẽ áp dụng những biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh trời thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Tiếp theo là một tình hình về chiến sự ở Nga. Nga thành lập đơn vị chuyên diệt xe tăng phương Tây. Quân đội Nga thành lập các đơn vị chuyên diệt xe tăng phương Tây, viện trợ cho Ukraine, huấn luyện quân nhân cách tấn công vào điểm yếu của chúng. Igorny Arivulin, lãnh đạo trung tâm huấn luyện tác chiến của quân đội Nga, ngày 9 tháng 4 cho biết các đơn vị chuyên diệt xe tăng phương Tây được thành lập theo chỉ thị của Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Thượng tướng Zunubet Zekurov. Ông Arivulin đánh giá đây là chương trình lớn mang tính hệ thống và đang đạt đúng tiến độ được cấp trên đề ra. Thành viên các đơn vị chuyên diệt xe tăng phương Tây đang nghiên cứu điểm yếu của những loại phương tiện chiến đấu này. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là phân tích các loại vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, bóc tách chúng đến tận xương để xem đánh vào đâu là tốt nhất, đâu là điểm yếu hoặc vị trí dễ bị tổn thương, cũng như cần sử dụng vũ khí nào và theo trình tự ra sao để tiêu diệt chúng, một giảng viên tại trung tâm huấn luyện tác chiến của quân đội Nga giải thích. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 3 công bố hình ảnh các sĩ quan hướng dẫn kiếp lái xe tăng T-90M về đặc tính chứng thực và tính năng của xe tăng phương Tây như là M1 Aram hoặc Leopard 2. Thành viên các kiếp lái T-90M được học về điểm yếu nhất trên xe tăng phương Tây viện trợ cho Ukraine, cũng như hoàn thiện kỹ năng xạ kích và điều khiển phương tiện chiến đấu. Nga thành lập đơn vị chuyên diệt xe tăng phương Tây sau khi Ukraine nhận xe tăng Leopard 2 và Challenger 2. Lầu Năm Góc ngày 21 tháng 3 cho biết Mỹ có thể bàn giao xe tăng M1 Aram cho Ukraine vào mùa thu năm nay. Ukraine tin rằng xe tăng do phương Tây viện trợ có thể giúp quân đội nước này xoay chuyển cục diện chiến sự. Tuy nhiên, giới chuyên gia phương Tây đánh giá tiếp nhận 3 mẫu xe tăng chủ lực khác nhau sẽ khiến Ukraine đối mặt thách thức hậu cần rất lớn, vì chúng đều rất phức tạp và đòi hỏi quy trình bảo dưỡng, sửa chữa riêng biệt. Trong khi đó, Nga khẳng định bất cứ vũ khí nào phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài xung đột và gây đổ máu không cần thiết. Điện Kremlin cảnh báo xe tăng Đức sẽ cháy rụi trên chiến trường Ukraine như những vũ khí phương Tây còn lại. Bản tin cuối cùng cũng là bản tin hay nhất và hấp dẫn nhất của bản tin tức nóng cực chọn lọc hôm nay. Và để biết được bản tin đó là gì, chúng ta phải bắt đầu bản tin ngay bây giờ luôn nha mọi người. 45 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan ghi nhận 45 tiêm kích máy bay ném bom và trinh sát cơ Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không. Tính đến chiều ngày 8 tháng 4, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã theo dõi được 71 máy bay quân sự Trung Quốc và 9 tàu hải quân hoạt động gần hòn đảo. Trong số đó, ít nhất 45 máy bay quân sự đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển hoặc đi vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, gồm các dòng tiêm kích J-10, J-11, J-16, vận tải cơ Y-20, quân tặc cơ H-6K và trinh sát cơ KJ-500. Máy bay thuộc lực lượng tuần tra tác chiến trên không, các tàu hải quân và lực lượng phòng không mặt đất của Đài Loan tham gia theo dõi hoạt động của khí tài Trung Quốc. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng triển khai hộ vệ hạm Trương Khiên bám đuôi hộ vệ hạm Mã Yên Sơn của Trung Quốc. Giới chức Đài Loan nhấn mạnh lực lượng phòng vệ sẽ nâng cao cảnh giác, song chủ trương không khiêu khích và gia tăng căng thẳng. Chiến khu miền Đông của Trung Quốc hôm nay thông báo mở đợt tập trận kéo dài đến ngày 10 tháng 4 ở vùng biển và không phận eo biển Đài Loan, ngoài khơi phía Bắc, phía Nam và phía Đông hòn đảo. Quân đội Trung Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời là lời cảnh báo các thế lực bên ngoài và các lực lượng đội độc lập trên đảo Đài Loan. Truyền hình nhà nước Trung Quốc mô phỏng ngày tập trận đầu tiên diễn kịch bản bao vây hòn đảo, làm chủ vùng trời, vùng biển và thông tin liên lạc, hoạt động bắn đạn thật sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 4 ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến đối diện với đảo Đài Loan.
Global Times cho biết Trung Quốc còn huy động tên lửa đạn đạo DF-11 và tên lửa chống hạm J-2B cho cuộc tập trận này. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California ngày 5 tháng 4, là cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ với lãnh đạo Đài Loan trên lãnh thổ Mỹ. Trung Quốc lên án cuộc gặp và cảnh báo áp dụng biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền. Trung Quốc từng phản ứng gay gắt với chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi, người tiền nhiệm của ông McCarthy, hồi tháng 8 năm 2022, tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có quanh Đài Loan và áp lệnh trừng phạt cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ, đình chỉ hợp tác với Mỹ trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Đài Loan khẳng định chỉ những người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo. Và chúng ta đã trải qua được những tin tức nóng, chọn lọc hấp dẫn nhất trong ngày hôm nay. Và để ủng hộ kênh, các bạn hãy cho kênh một like, một đăng ký cũng như bật cái chuông thông báo để nhận được những cái thông báo mới nhất khi kênh tụi mình ra video mới nhất nha mọi người. Và bây giờ thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe kênh tin tức nóng ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn vào những cái tin tức nóng ngày mai.